Cũng theo Bộ Y tế, Tamiflu là loại thuốc được chỉ định trong trường hợp người bệnh nhiễm cúm, nghi ngờ hoặc đã xác định có biến chứng hoặc có yếu tố nguy cơ. Không được tự ý sử dụng khi không có chỉ định của bác sĩ do làm tăng nguy cơ để kháng thuốc. Theo đó, thì Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện, trực thuộc Bộ Y tế, Y tế, các ngành về việc tăng cường giám sát kê đơn sử dụng thuốc kháng virus trong điều trị cúm. Với lý do là Tamiflu là loại thuốc được chỉ định trong trường hợp người bệnh nhiễm cúm nghi ngờ hoặc đã xác định có biến chứng hoặc có yếu tố nguy cơ, không được tùy ý sử dụng khi không có chỉ định của bác sĩ do làm tăng nguy cơ đề kháng thuốc. Và đây cũng là loại thuốc được chỉ định trong trường hợp người bệnh nhiễm cúm nghi ngờ hoặc xác định có biến chứng hoặc có yếu tố nguy cơ, không được tùy ý sử dụng khi không có chỉ định của các bác sĩ. Và việc mà lạm dụng thuốc dẫn đến những cái tác dụng không mong muốn và tổn thất về kinh tế. Do đó thì cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị các đơn vị tăng cường công tác truyền thông về phòng chống bệnh cúm để người dân hiểu và không tự ý mua thuốc kháng virus để điều trị cúm.